năm 2021 với sự hỗ trợ kinh phí của chính phủ Nhật Bản thông qua dự án giảm thiểu tác động của COVID-19 lên nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đảm bảo tiến độ quốc gia để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. Cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã lựa chọn Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Công tác Xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa để xây dựng và vận hành mô hình Trung tâm Dịch vụ Một Cửa hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới. Mô hình này cung cấp các dịch vụ tích hợp toàn diện thiết yếu, bao gồm các dịch vụ y tế, xã hội, tư pháp và bảo vệ để hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại tỉnh Thanh Hóa và các khu vực lân cận. Trong những tháng cuối năm 2021, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Hóa đã rất khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết để sớm đưa ngôi nhà anh Dương vào hoạt động. Toàn bộ tầng 2 trong tòa nhà riêng biệt 2 tầng với diện tích 568m² được sửa chữa nâng cấp để đáp ứng việc xây dựng và vận hành mô hình Trung tâm Dịch vụ Một Cửa đạt chuẩn, gồm phòng tiếp đón làm việc, phòng tư vấn, phòng tạm lánh trú ẩn, phòng điều trị, phòng học, phòng giám sát ghi âm, phòng chơi cho trẻ em. Đây là mô hình được nhân rộng từ mô hình ngôi nhà ánh dương tại Quảng Ninh. Các nhân viên tham gia thực hiện mô hình của Thanh Hóa đã được tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai mô hình ngôi nhà ánh dương ở Quảng Ninh. 70 nhân viên y tế, 73 cán bộ tư pháp, hỗ trợ pháp lý, luật sư tại Thanh Hóa được tập huấn. Cùng với đó là 90 điều tra viên và cảnh sát tại Thanh Hóa cũng được đào tạo trong một khóa học 4 ngày. Và có hơn 250 lượt nhân viên công tác xã hội, người cung cấp dịch vụ tại Thanh Hóa được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết thông qua các khóa học do Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Hóa tổ chức. Không chỉ chờ các nạn nhân tìm tới, Trung tâm sẽ chủ động phát hiện nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới. Sau khi tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu, Trung tâm sẽ thực hiện các hoạt động hỗ trợ đến mức tối đa để người bị bạo lực tạm thời không phải tiếp tục chịu bạo lực. Hỗ trợ khẩn cấp nạn nhân có các nguy cơ bị tổn thương về sức khỏe, tính mạng bằng cách phối hợp với công an cấp xã để giải cứu cách ly nạn nhân với người gây bạo lực và chuyển tuyến. Phối hợp với cơ sở y tế nơi gần nhất để cấp cứu chăm sóc y tế. Phối hợp với chính quyền xã, các đơn vị liên quan chuyển nạn nhân đến trung tâm. Trung tâm cung cấp các dịch vụ thiết yếu hỗ trợ cho người bị bạo lực như nơi tạm lánh an toàn, tư vấn, tham vấn ổn định tinh thần, tâm lý, nâng cao nhận thức về quyền của người bị bạo lực giới, hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan, liên hệ với chính quyền địa phương cùng giải quyết, tư vấn cho người gây bạo lực. Khi đánh giá người bị bạo lực trên cơ sở giới đã có đầy đủ điều kiện để được đảm bảo an toàn và sẵn sàng trở về, trung tâm sẽ chủ động liên hệ với địa phương nơi cư trú để hỗ trợ, đồng thời tiếp tục duy trì mối liên hệ để theo dõi, hỗ trợ người bị bạo lực khi cần thiết. Đặc biệt, trung tâm có đường dây nóng miễn phí 1800 1744 hoạt động 24/7 để tiếp nhận tư vấn tâm lý, kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới. Thanh Hóa là một tỉnh lớn nằm ở phía Bắc Trung Bộ của Việt Nam, dân số trên 3,5 triệu người, trong đó có 28 dân tộc cùng chung sống. Theo số liệu thống kê từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 1.635 ca bạo lực trên cơ sở giới. Tuy nhiên, con số trên đây chưa phản ánh được hết thực trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Thanh Hóa, bởi vấn đề này thường bị che giấu, người bị bạo lực hiếm khi nói ra hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự ra đời của Trung tâm Dịch vụ Một Cửa hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới ở Thanh Hóa hy vọng sẽ là địa chỉ tin cậy để hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới tại Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Trong thời gian một tháng qua, mặc dù ngôi nhà Ánh Dương chưa đưa vào hoạt động chính thức, nhưng đã kết nối hỗ trợ trong cộng đồng 8 ca, trong đó 1 ca là ba mẹ con đang được hỗ trợ lưu trú tại ngôi nhà. 16 cuộc gọi trợ giúp cũng đã được thực hiện thông qua tổng đài 1800 1744. Chị thấy chị giống như là một cái bao cát để anh ấy trút giận ấy. Nói chung là chuyện công ty không ổn, chuyện gia đình không ổn, là anh ấy cứ phải uống rượu xong rồi cứ phải đánh chị một trận. Ba mẹ con chạy trốn được thì quay lại đập đồ. Ví dụ đến nhà anh em thì cũng chỉ được một ngày hai ngày thôi, mà đến đi tìm phòng trọ thì bây giờ cũng Tết rồi, cũng bảo là ở trọ qua Tết chắc cũng không ai cho ở. Mà quay về ngoại thì chị không dám quay về ngoại. Chị cũng không nghĩ là chị tìm được một nơi tốt như thế này để tạm lánh mà an toàn. Nói chung đối với những người như chị bây giờ, trước tiên là phải an toàn. Ngôi nhà Ánh Dương tại Thanh Hóa đã sẵn sàng mang lại ánh sáng của niềm tin, của hy vọng cho những người yếu thế. Cam kết hành động để xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Hãy lên tiếng để chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới. Hãy gọi 1800 1744 để được hỗ trợ.